Xin chào các em. Cô rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng với các em trong khóa học Khoa học tự nhiên lớp 8 trên trang web olm.vn. Hệ thần kinh và các giác quan ở người. Trong video trước thì chúng ta đã tìm hiểu về hệ thần kinh. Đến với video này thì chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung còn lại, đó là các giác quan nhé. Con người có 5 giác quan bao gồm vị giác, khứu giác, xúc giác, thính giác và thị giác. Các giác quan này thì sẽ giúp cho cơ thể nhận biết kích thích từ bên ngoài hay bên trong cơ thể, đảm bảo cho cơ thể thích nghi với môi trường xung quanh. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về thị giác nhé. Trên đây là hình ảnh mô tả cấu tạo thị giác ở người. Em hãy quan sát thật kỹ và nêu cấu tạo của nó. đúng rồi thị giác thì sẽ bao gồm mắt dây thần kinh thị giác và vùng thị giác ở não trong đó phía ngoài của mắt có mí mắt lông mi và cầu mắt thì nằm ở trong hốc mắt thị giác cảm nhận chức năng quan sát thu nhận hình ảnh màu sắc của sự vật và hiện tượng từ đó giúp não nhận biết và xử lý thông tin Chúng ta sẽ cùng nhau phóng to để quan sát cấu tạo của cầu mắt nhé. Em hãy tìm ra những chú thích phù hợp để điền vào chỗ trống. Chúc mừng Kem, Kem đã trả lời đúng rồi đấy. Đây chính là giác mạc, thủy dịch, đồng tử, nó còn có tên gọi khác là lòng đen, mống mắt, thể thủy tinh, dịch thủy tinh tiếp đến là dây thần kinh thị giác. Màng lưới hay còn được gọi là võng mạc, màng mạch và cuối cùng là màng cứng. Chúng ta có thể nhìn thấy vật là do ánh sáng phản chiếu từ vật khúc xạ qua giác mạc và thể thủy tinh tới màng lưới, tác động lên tế bào thụ cảm thị giác, gây hưng phấn cho các tế bào này và truyền theo dây thần kinh thị giác tới não, cho ta cảm nhận về hình ảnh của vật tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số bệnh tật về thị giác khả năng nhìn của mắt có thể bị suy giảm do một số bệnh và tật ví dụ như đau mắt đỏ cận thị viễn thị trước hết chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bệnh đau mắt đỏ nhé bệnh này thì có thể do virus adeno hoặc cũng có thể do loại vi khuẩn này gây nên một số triệu chứng có thể gặp phải ở người đau mắt đỏ ví dụ như đỏ mắt cộng mắt hay có nhiều ghen mắt vậy để phòng bệnh đau mắt đỏ chúng ta cần thực hiện những biện pháp nào chính xác để phòng bệnh đau mắt đỏ chúng ta nên rửa tay thường xuyên đeo kính để bảo vệ mắt hạn chế rụi mắt bổ sung các loại thực phẩm có lợi cho mắt không nên tiếp xúc trực tiếp hoặc dùng chung các đồ cá nhân với người bị bệnh. Ngoài đau mắt đỏ thì chúng ta còn có thể kể ra một số bệnh liên quan đến mắt, ví dụ như đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp hay viêm giác mạc. Còn về các tật liên quan đến mắt thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cận thị, viễn thị và loạn thị nhé. Đối với cận thị thì nguyên nhân có thể là do bẩm sinh cầu mắt dài hoặc do nhìn gần khi đọc sách hay làm việc trong ánh sáng yếu lâu dần làm thể thủy tinh phồng lên tình trạng này kéo dài sẽ làm thể thủy tinh mất dần khả năng đàn hồi khi bị cận thị mắt chỉ có thể nhìn rõ các vật ở gần mà không thể nhìn rõ các vật ở xa bên cạnh đó ảnh của vật sẽ ở phía trước của màng lưới trên đây cô có ba hình ảnh dựa vào những thông tin cô vừa cung cấp em hãy cho biết hình ảnh nào mô tả mắt bị cận thị Đúng rồi, chính là hình ảnh cuối cùng đấy, vì ảnh của vật sẽ ở phía trước màng lưới. Để có thể khắc phục tình trạng này thì cần đeo kính cận phù hợp hay còn được gọi là kính phân kỳ để giúp ảnh lùi về đúng màng lưới. Tật này thì rất hay gặp ở lứa tuổi học sinh. Để phòng tránh tận thị, chúng ta cần có chế độ dinh dưỡng phù hợp, đặc biệt là bổ sung vitamin A. Bên cạnh đó, tránh đọc sách, học tập với khoảng cách gần và thiếu ánh sáng, tránh sử dụng các thiết bị điện tử trong một thời gian dài. Tiếp đến là viễn thị, em hãy tìm hiểu và cho biết nguyên nhân nào gây ra tật này. Chúc mừng kem, kem đã trả lời đúng rồi đấy. Ngược lại so với cận thị, thì viễn thị có thể là do cầu mắt quá ngắn hoặc cũng có thể do thể thủy tinh bị lão hóa, xẹp xuống khó phòng lên. Khi bị viễn thị thì mắt chỉ có thể nhìn rõ các vật ở xa. Ảnh của vật sẽ nằm ở phía sau của màng lưới. Vậy, chúng ta cần làm gì để khắc phục tình trạng này? Chính xác! Người bị viễn thị cần đeo kính lão phù hợp, hay còn được gọi là kính hội tụ để giúp kéo ảnh về đúng màng lưới. Cuối cùng là loạn thị. Nguyên nhân là do giác mạc bị biến dạng không đều, khiến cho các tia sáng đi vào mắt hội tụ ở nhiều điểm. Khi bị loạn thị, hình ảnh sẽ không hội tụ ở màng lưới, khiến cho mắt nhìn bị nhòe và mờ. Vì vậy, người bị loạn thị thì cần đeo kính thuốc để có thể nhìn rõ vật. Thông tin vừa rồi đã khép lại bài học của chúng ta ngày hôm nay. Thông qua tìm hiểu, các em cần ghi nhớ 3 nội dung chính sau đây liên quan đến thị giác. Thứ nhất là cấu tạo và chức năng. Sau đó là quá trình thu nhận ánh sáng. Và cuối cùng là các bệnh tật về mắt. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi nội dung bài giảng. Hãy truy cập trang web olm.vn để luyện tập và tương tác trực tiếp với video bài giảng. Đừng quên ấn theo dõi kênh học trực tuyến olm nhé cô thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo